Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang bên em. Hôm nay mùng 9 Tết, em vừa nhập về 200 cây bông trang Mỹ Vàng. Đây là trang Mỹ Vàng nha cả nhà. Ai là dân chơi trang là nhìn lá là nhận biết ngay đây là bông trang Mỹ Vàng. Đây, hiện tại là em nhận giao số lượng sỉ nha cả nhà. Ai cần số lượng sỉ thì comment ở bên dưới giúp em. Còn ai mua lẻ thì từ 5 đến 10 cây cũng comment bên dưới giúp em. Giá thì inbox thỏa thuận nha cả nhà. Mỹ Vàng thì hiện đang rất là hot trên thị trường, thì giá thì cũng không hề là rẻ, cho nên phải thỏa thuận về chi phí vận chuyển và giá cả sỉ và lẻ. Rồi, cả nhà yêu thích thì comment bên dưới hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên tiêu đề nha cả nhà. Hôm nay là mùng 9 Tết, thôi cũng chúc cả nhà là năm mới vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem cái video ngắn. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.